Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Samsung Club. Trên tay mình ngay lúc này là sản phẩm mới nhất của Samsung Việt Nam và sẽ được bán ra trong thời gian sắp tới. Xin giới thiệu Samsung Galaxy S9 Plus phiên bản màu vàng hoàng kim. Và phiên bản này có những điểm đặc sắc gì và khác biệt giữa màu sắc này so với tất cả những phiên bản Galaxy S9 Plus được bán ra trước đây thì mình sẽ chia sẻ trong video ngày hôm nay. Trước khi chia sẻ về cái điểm nổi bật nhất của chiếc máy chính là màu sắc thì mình sẽ nói nhanh qua một chút về cấu hình cũng như giá bán của chiếc máy này. Thì chiếc S9 Plus này sẽ có cấu hình là phiên bản cao nhất được bán chính hãng là 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Giá của chiếc S9 Plus này thì cũng sẽ tương đồng với những chiếc S9 Plus có cấu hình tương đương là 24.490.000 đồng và sẽ được bán ra vào ngày 24 tháng 6 sắp tới. Đồng thời thì ngoài việc có màu sắc khác biệt thì toàn bộ những thông số khác của chiếc máy này đều tương tự với chiếc S9 Plus đang được bán ra chính hãng ở Việt Nam trong suốt nửa năm vừa qua. Và quay lại với vấn đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về màu sắc phiên bản màu vàng hoàng kim này thì có gì đặc biệt. Trước khi được mở hộp chiếc máy này thì kiểu như mình không có quá nhiều kỳ vọng. Mình nghĩ chiếc máy này sẽ có cách hoàn thiện tương tự so với những phiên bản màu khác đã được bán ra như màu tím, màu đen hay màu xanh. Hay là cái màu vàng này thì cũng sẽ giống với những màu vàng trên S8 hay là S7 mình từng trải nghiệm qua trước đây. Nhưng mà không, Samsung lần này đã làm mình thật sự bất ngờ bởi cách hoàn thiện mới lạ trên chiếc S9 Plus này. Chiếc máy này dù có mặt lưng được hoàn thiện bằng kính giống như tất cả những phiên bản khác, nhưng mà trên lớp kính đó lại có một lớp phủ đặc biệt khiến cho việc cầm nắm trở nên thuận tiện và tuyệt vời hơn rất nhiều. Nếu bạn giống như mình là một người thường xuyên ra mồ hôi tây thì chiếc S9 Plus phiên bản màu vàng hoàng kim này thật sự là dành cho bạn. Bởi vì sao? Bởi vì trên chiếc máy này ở mặt lưng được phủ lên một lớp đặc biệt gì đó khiến cho việc bám mồ hôi và dấu vân tay hạn chế đi rất nhiều. Đồng thời nhờ cách hoàn thiện đặc biệt này nên là hạn chế một chiếc máy bằng kính trước giờ đó là cầm nắm dễ bị trơn tuột thì cũng không xảy ra trên chiếc S9 Plus phiên bản màu vàng hoàng kim này. Mình cầm chiếc máy này thoải mái và không cảm thấy cảm giác bất an, dễ bị tuột khỏi tay mình giống như những chiếc S9 Plus khác. Nhưng mà đồng nghĩa với việc có một lớp phủ đặc biệt ở trên thì khiến cho cái độ bóng bợi của chiếc máy này sẽ giảm đi đáng kể. Nó không có bóng và thay đổi màu sắc được nhiều giống như phiên bản màu tím hay là màu xanh được bán chính hãng trước đây. Nhưng mà đồng nghĩa với không bóng bợi thì chiếc máy này cũng trở nên nam tính và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ok, nói xong về phần hoàn thiện thì mình sẽ chuyển sang màu sắc của chiếc máy. Thì màu vàng trên chiếc S9 Plus này tương đối khác so với những màu vàng trên S8 hay là S7 mình từng trải nghiệm trước đây. Cái màu vàng này thì tối và trầm hơn một chút nên mình nghĩ chiếc máy này sẽ rất là phù hợp với các bạn nam. Đồng thời không chỉ là mặt lưng mà toàn bộ khung viền này, cụm camera này, cảm biến vân tay và các cổng kết nối ở dưới đều được hoàn thiện một màu vàng khiến cho chiếc máy trở nên liền mạch và đồng nhất hơn rất nhiều. Và đây là mặt trước của chiếc Samsung Galaxy S9 Plus màu vàng hoàng kim. Đương nhiên thì mặt trước phải là màu đen rồi bởi vì Samsung trang bị rất là nhiều cảm biến này, camera ở phía trên này. Nếu mà làm một mặt trước màu vàng thì toàn bộ đống cảm biến này sẽ lộ ra, độ thẩm mỹ chiếc máy sẽ giảm đi rất nhiều. Do vậy nên mình hoàn toàn đồng tình với việc Samsung trang bị một mặt trước màu đen như thế này cho chiếc máy Samsung Galaxy S9. Như vậy là mình đã có những chia sẻ nhanh về màu sắc cũng như cách hoàn thiện của phiên bản màu vàng hoàng kim sắp được bán ra chính hãng trong thời gian sắp tới. Quay lại chiếc hộp của máy thì dù là phiên bản đặc biệt đi nữa thì toàn bộ phụ kiện trong máy sẽ hoàn toàn giống so với tất cả những phiên bản S9 Plus được bán chính hãng trước đây. Đó chính là ốp lưng trong suốt này, phụ kiện cũng là màu đen hoàn toàn, kể cả tai nghe AKG chứ không hề có một cái phụ kiện nào đồng màu với màu vàng của máy cả. Như vậy là mình đã hoàn thành bài mở hộp, cùng với đó là đánh giá nhanh về màu sắc của chiếc Samsung Galaxy S9 Plus phiên bản màu vàng hoàng kim. Thật sự thì chiếc máy với màu sắc này rất phù hợp với những người ra nhiều mồ hôi tây hay là những người có mệnh kim và ưa thích màu vàng giống như mình chẳng hạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Samsung Club. Đừng quên để lại một like, share và đặc biệt là bấm nút subscribe và cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi bọn mình up video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.